4 bí quyết duy trì sự tươi trẻ từ các chuyên gia sức khỏe. Hôm nay bác sĩ Hận sẽ chia sẻ cho các bạn 4 bí quyết giúp duy trì sự tươi trẻ và sức khỏe mà bác sĩ đã đúc kết từ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu. Những cái bí quyết này không chỉ giúp cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng mà còn giữ cho làn da luôn tươi tắn và khỏe đẹp. Hãy cùng bác sĩ Hạnh khám phá nhé. Bí quyết thứ nhất, chế độ ăn uống lành mạnh. Bí quyết đầu tiên để duy trì sự tươi trẻ chính là ăn uống khoa học và lành mạnh. Các cái chuyên gia khuyên chúng ta nên ăn nhiều rau xanh này, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Những cái loại thực phẩm này cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp cho làn da sáng khỏe từ bên trong. Hãy tránh ăn quá nhiều đường và thức ăn nhanh vì chúng có thể gây ra sự tích tụ mỡ thừa và làm cho làn da lão hóa nhanh chóng. Hãy nhớ bổ sung chất xơ từ rau xanh và trái cây. Điều này không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Và đừng quên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể luôn tươi mới và tràn đầy năng lượng. Bí quyết thứ hai đó là thói quen tập luyện đều đặn. Tập luyện không chỉ giúp cho cơ thể săn chắc mà còn là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe tổng thể và sự tươi trẻ. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động như là yoga, đi bộ, chạy bộ hoặc thậm chí là nhảy múa, khiêu vũ. Thói quen tập luyện đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu, giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức đề kháng. Yoga chẳng hạn giúp bạn kéo giãn cơ thể, tăng cường sự dẻo dai và thư giãn tâm trí. Hãy tìm cho mình một cái môn thể thao yêu thích và biến nó thành một cái phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bí quyết thứ ba đó là chăm sóc da hàng ngày. Chăm sóc da không chỉ là một bước làm đẹp mà còn là cách để bảo vệ làn da khỏi cái tác nhân gây hại từ môi trường. Mỗi ngày hãy rửa mặt thật là sạch, sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài và đừng quên dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là vào ban đêm. Cái việc mà chúng ta chăm sóc da đúng cách thì nó sẽ giúp ngăn ngừa nếp nhăn và giữ cho da luôn căng bóng tươi trẻ. Hãy chọn cho mình một cái loại kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn. Và nhớ, kem chống nắng là một cái vật bất ly thân giúp cho chúng ta bảo vệ da khỏi cái tia UV có hại. Bí quyết thứ tư đó là giữ tâm lý thoải mái. Cuộc sống hiện đại thì dễ khiến chúng ta rơi vào cái tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, để giữ được sự tươi trẻ, bạn cần học cách cắt thư giãn và giảm stress. Hãy dành thời gian cho bản thân thư giãn với một cuốn sách hay, hoặc là nghe một cái bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc thậm chí là đi dạo ngoài trời. Căng thẳng là kẻ thù của sự trẻ trung. Hãy luôn giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Khi bạn vui vẻ, tự nhiên cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tươi trẻ, làn da cũng trở nên rạng rỡ hơn. Hy vọng rằng những cái bí quyết này sẽ giúp cho bạn duy trì sự tươi trẻ và năng lượng trong cuộc sống. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh của bác sĩ Hạnh để không bỏ lỡ những cái video hữu ích tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.